Giáo dục từ nhân cách. Thầy Hạo, nghe nói thầy đã đưa những phương pháp rất mới để khích lệ tinh thần học tập của các em. Hôm nào có thể cho tôi dự giờ để học hỏi được không thầy? Cô Uyên, cô là một giáo viên với nhiều năm kinh nghiệm. Cô nói thế làm tôi ngại quá. Nếu cô thích thì sáng mai tôi có giờ toán, cô có thể dự giờ. Các em, hôm nay lớp chúng ta có cô giáo Tú Uyên, chủ nhiệm lớp 12A3, tới dự giờ cùng với chúng ta. Các em, giờ thầy sẽ trả bài kiểm tra của tuần trước. Nhưng trước khi trả bài, thầy đã in hình những chiếc ô tô và những chiếc xe đạp. Giờ thầy sẽ dán chúng vào chỗ ngồi của các em. Bạn nào điểm cao, thầy dán hình ô tô. Bạn nào điểm thấp, thầy dán hình xe đạp. Những bạn có tên trong danh sách sau sẽ được dán hình ô tô vào chỗ ngồi. Những bạn còn lại phải chịu dán hình xe đạp nha. Trương Lỗi, Tấn Phong, Lưu Xá, Khải. Tình hình học tập dạo này của em không tốt. Em Khải, em thử tưởng tượng xem, vài năm nữa trường Tấn đang đi ô tô, gặp em đang đi xe đạp, thì ai sẽ phải nhường đường ai? Chẳng ai phải nhường đường ai cả, bởi đường cao tốc xây dựng là để dành cho ô tô. Khải đi xe đạp lấy tư cách gì để đi lên đó chứ? Nếu chúng ta học không tốt, sau này chỉ sẽ có thể đi xe đạp mà thôi. Vậy chúng ta phải cố gắng thành công bằng mọi giá phải không thầy? Đúng vậy. Bạn nào đang ngồi vị trí xe đạp, muốn được lên trên này, ngồi ở vị trí ô tô, hãy đánh bại các bạn phía trước đi. Thành công không đến với kẻ yếu. Mọi luật chơi đều công bằng. Cô thấy sao? Phương pháp của tôi sẽ là một cú hích để học trò phấn đấu chứ? Tôi xin lỗi. Tôi không tán thành với cách dán hình vào chỗ ngồi của thầy. Chúng ta nên để các em hỗ trợ nhau trong học tập, thay vì cuộc chiến cạnh tranh nhau tàn khốc như vậy. Con người ta sống là phải cạnh tranh. Kẻ mạnh luôn là kẻ chiến thắng. Đó là quy luật sinh tồn. Nhưng mà theo tôi, phương pháp của cô và tôi đều khác nhau. Tôi không muốn cô can thiệp vào. Tôi tưởng chỉ có cô Uyên là ấu trĩ thôi chứ. Cả thầy hiệu trưởng cũng không tán thành phương pháp giáo dục của tôi à. Vậy thì hãy chờ kết quả kỳ thi đại học sắp tới đi. Vậy là cô trò mình sắp phải chia tay nhau rồi. Cô chúc các em sẽ trở thành những người có ích cho cuộc sống và xã hội. Vâng, chúng em nhất định sẽ về thăm cô ạ. À, cô trò vui vẻ quá ha. Mọi người đã đọc thống kê của nhà trường chưa? Lớp 12A1 của tôi đỗ đại học 100% đấy. Nghe nói lớp cô Uyên một nửa số học sinh không đỗ đại học phải không? À, vâng, nhưng tôi cũng nói với học trò của mình, nếu thất bại cũng không phải nản lòng. Ở những vị trí bình thường, nếu cố gắng, chúng ta cũng tạo ra những điều phi thường. Thôi, đừng biện minh. Cô thấy đấy, chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng thôi. Tôi đúng hay anh đúng, cũng chờ một thời gian sau rồi hãy nói. 10 năm sau. Thầy Hảo, rất vui được gặp lại thầy. Thầy hiệu trưởng chào thầy. Chúng ta đều đã về hưu cả rồi. Nhờ kỷ niệm 60 năm thành lập trường, chúng ta mới lại được gặp nhau. Em chào thầy hiệu trưởng. Em chào thầy Hạo ạ. Trường Vĩ phải không? Chỉ có em về thôi à? Các bạn đâu cả rồi? Em cũng đã gọi cho nhiều bạn, nhưng các bạn... Phải rồi, thầy hiểu. Mẫn Mẫn làm ở bộ thanh tra, Trần Kỳ là doanh nhân thành đạt, Khải ngập trong các dự án mới nên không thể về được. Thưa thầy, Mẫn Mẫn đã bị bắt vì nhận hối lộ. Trần Kỳ kinh doanh một số mặt hàng trái phép nên cũng đang bị giữ để điều tra. Khải thì đang dính líu vào một vụ lừa đảo với các dự án không có thật. Trời ơi, sao lại thế? Tiểu Bình, Lỗ Lỗ và rất nhiều bạn khác, họ sao rồi? Tiểu Bình vì áp lực phải thành công bằng mọi giá nên đã mắc bệnh trầm cảm khá nặng à. Lộ Lộ cũng... Thôi đủ rồi, thầy đã hiểu. Tôi đã sai rồi ư? Cô Uyên, cô cũng tới rồi à?
Vâng, hai thầy chưa vào ạ. Học trò khóa 30 của cô có về không? Các em ấy đều không về được thầy ơi. Học trò của cô cũng không về ư? Các em ấy sao rồi? Hay là... Các em ấy đang phải giữ những trọng trách rất quan trọng nên không thể về được. Lệ Lệ đang sang châu Âu dự buổi hội thảo về giống cây trồng mới mà em ấy mới nghiên cứu tìm ra. Tiểu Cương đang làm chuyên gia cao cấp bên Pháp cho một hãng xe đạp. Các Khánh thì đã trở thành chuyên gia ẩm thực. Còn Mai Mai thì... Cô Uyên, học trò của cô rất giỏi. Thực ra tôi có đọc báo và biết được thông tin. Chúc mừng cô nha. Thôi, chúng ta vào trong nào. Buổi lễ cũng bắt đầu rồi. Cô Uyên nói đúng. Giáo dục phải bắt đầu từ nhân cách. Kẻ hàng xóm xấu tính. Trời ơi, cái tổ của tôi, ai nỡ phá của tôi thế này? Chị Sẻ đấy hả? Tôi khuyên chị nên dọn khỏi đây thôi. Tôi cũng dọn đi đây. Tôi sắp đến kỳ sinh nở rồi. Vậy mà cái tổ của tôi kỳ công xây mấy ngày nay bị ai phá mất. Không biết ai lại ác độc thế. Chị không biết sao? Còn ai vào đây nữa? Là ông ta sao? Sao ông ta lại làm vậy chứ? Chị mới tới không biết đấy thôi. Ông ta xấu tính lắm. Không muốn ai ở gần ông ta cả. Ai làm nhà xung quanh chỗ ở của ông ta là ông ta phá phách, tìm mọi thủ đoạn để đuổi đi hết. Tôi cứ tưởng nhà tôi trong hốc cây ông ta không làm gì được, nhưng ông ta vẫn không để yên. Thôi, đành đi tìm chỗ nào dễ thở hơn vậy. Chị nói vậy thì tôi cũng nên đi khỏi đây, chứ ở lại chỗ này phiền phức quá. Ừ, đúng vậy đấy, mau dọn đi thôi. Lại có kẻ làm phiền ta, thật là bực quá. Ồ, một cái hang thật rộng rãi. Có vẻ như lâu lắm rồi không hề có người ở. Ôi, vậy là mình đã tìm được ngôi nhà lý tưởng rồi. Vui quá đi. Cái gì? Con chuột chuỗi bẩn thỉu kia dám ở lại đây sao? Được thôi, nó sẽ phải chuồn sớm thôi. Ôi, nhà mới thật ấm cúng, mình ngủ ngon quá. Ôi, đau quá. Ở lại đây được bao lâu? Chuột chuỗi đáng ghét. Ôi, sao mà mùa mưa năm nay đến nhanh vậy chứ? Làm sao mình kiếm ăn bây giờ? Thức ăn thì ngày càng khan hiếm. À, đau thế. Khỏi đây không hả con chuột xấu xí? Nắng lên rồi, em nghĩ chúng ta sẽ săn được kha khá đấy. Phải xem trình độ săn của em đến đâu nữa chứ. Sao đi mãi mà không thấy con gì vậy nhỉ? Mệt quá đi. Con chim kìa, nướng ăn cũng không tồi.
Ồ, đúng rồi. Hả? Gõ kiến bị bắn rồi. À, ôi mẹ ơi, đau quá. Sao vậy? Em bị con gì cắn vậy? Rắn hả? Ừ, không phải, hình như là một con chuột. Em vừa thoáng nhìn thấy nó chạy rồi. Hả? Sao con chuột lại cắn em chứ? Rõ ràng em thấy nó rơi ở đây mà. Chắc nó lủi đi rồi. Ừ, đi thôi. Anh Gõ Kiến, anh có sao không? Anh đâu rồi? Tôi Anh Gõ Kiến, anh thấy đỡ hơn chưa? Tôi đỡ rồi. May quá, hai người kia cuối cùng cũng không bắt được anh. Tôi đối xử với anh chẳng ra gì. Sao anh lại tốt với tôi đến thế? Sao anh lại còn liều mình cứu tôi? Tại sao hả? Thì là hàng xóm với nhau mà. Anh nói hàng xóm ư? Đúng thế, chỉ có điều sao anh ít nói và làm gì cũng chẳng để ý đến ai cả. Anh đã cho tôi những cành cây để đóng đồ đạc, hái trái sồ cho tôi mà sao cứ ném ào ào xuống, chẳng cần biết tôi có bị làm sao không. Tôi bị sứt đầu mẻ trán mấy phen rồi đấy. Tôi thật ra là một người hàng xóm tồi. Anh chuột ơi, tôi xấu xa lắm chứ không như anh nghĩ đâu. Sao lại vậy? Tôi là một kẻ ích kỷ. Từ trước tới giờ tôi luôn xua đuổi mọi người đi chỗ khác. Tôi ném cành cây, quả sồi là muốn hại anh, muốn anh thấy phiền toái mà bỏ đi. Cho đến giờ khi bị hoạn nạn, tôi mới cảm nhận tình hàng xóm thật quý giá và tuyệt vời biết bao. Anh tha lỗi cho tôi nha. Gõ Kiến ơi, anh đừng có nói nữa. Thật ra sau đó tôi cũng lờ mờ nhận ra con người anh có lẽ không hẳn như tôi nghĩ. Nhưng ở đời chấp nhặt làm gì? Sống tốt với nhau chẳng hơn là hầm hè, kèn cửa sao? Còn bây giờ, anh cứ ở lại nhà tôi nghỉ ngơi cho đến khi bình phục. Đã có tôi chăm sóc cho anh rồi, anh không phải lo và nghĩ ngợi gì đâu. Cảm ơn anh rất nhiều, anh làm tôi cảm phục quá. Bên anh tôi thật nhỏ bé, hèn hạ biết bao nhiêu. Luật lệ kỳ quái. Raphael là một đầu bếp nổi tiếng. Ông thường đi đến các kinh đô lớn trên thế giới để du lịch và biểu diễn tài nghệ của mình. Cho đến một ngày kia, sao ở vương quốc này người ta không thích đi thẳng mà lại cứ đi lòng khòng thế kia nhỉ? Thật kỳ lạ. Này, anh kia, con muốn bị chặt mất chân không mà lại đứng cười giữa phố thế kia? Ơ hay, ở vương quốc của các anh cấm người ta đứng cười hay sao? Không phải bị chặt chân vì cười mà vì anh đứng thẳng quá. Ồ, anh này nói gì lạ vậy, tôi không hiểu. Vua của chúng tôi là một người luôn. Nhà vua quy định tất cả mọi người trong vương quốc phải đi đứng lòng khòng để khỏi cao hơn ông ấy. Ai không tuân lệnh sẽ bị chặt chân ngay. Thật là quái ác, bắt tất cả phải khổ sở chỉ vì sợ lộ ra khuyết tật của bản thân mình. Ông khách ơi, chuyện này không đùa được đâu. Ông hãy không ngay chân lại mà đi đi, kẻo đầu ông chẳng mấy chốc sẽ rời khỏi cổ đó. Ồ, đừng lo, tôi sẽ có cách để ứng phó. Ông có tài gì mà dám đối đầu với nhà vua của chúng tôi? Thế nhà vua của các anh có thích ăn ngon không? Anh này hỏi lạ thật, vua nào lại không thích ăn ngon mặc đẹp chứ? Vậy là được rồi, anh hãy dẫn ta đến gặp ông ấy. Hả? Sao?
Sao lại có kẻ dám đứng thẳng thế kia? Bay đâu, chặt chân hắn cho ta. Muôn tâu bệ hạ, tôi là một đầu bếp. Nếu bệ hạ muốn thưởng thức các món ngon trong thiên hạ thì hãy để tôi nấu cho người ăn, rồi chặt chân tôi cũng chưa muộn. Món ăn ngon à? Được, vậy ngươi hãy trổ tài đi, rồi ta sẽ chặt chân ngươi cũng chưa muộn. Nhà ngươi có bí quyết gì mà nấu ăn ngon thế hả? 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 Trời ơi, tay anh bị dị tật mà sao có thể nấu được những món ăn ngon như vậy? Thưa bệ hạ, từ trước đến nay tôi chưa bao giờ che giấu điều đó. Comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé!